Mến chào cô chú anh chị quý nhà đầu tư. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị một lô đất mặt tiền view sông nha cô chú anh chị. Thì lô đất này có diện tích trên giấy tờ là 1.772 m² nha, là gần 1.800 m² nha, 8m nữa là 1.800 m² nha cô chú anh chị. Thì trên màn hình cô chú anh chị đây là đường vào đất nha. Thì nó cách quốc lộ 62 á, nếu mà đi đúng đường á, là được 2,5 km nha. À, thì nếu mà đi theo đường thẳng, đường chim bay á, thì rất gần, tầm khoảng 1,1 km thôi nha. Thì lô đất này á, mặt tiền á, là được 30m nha cô chú chị, chạy thẳng dài vô là 60m, có view sông nha. Con view này, view kênh này là rộng khoảng 13m nha. Và nó thông ra sông Dòng Cỏ luôn nha cô chú chị. Thì cách sông Dòng Cỏ tầm khoảng 680m nha. Một tí nữa em sẽ bay livecam lên ha, cho cô chú chị xem cái tổng cái vị trí cũng như là cái khu vực này như thế nào cho cô chú chị xem nha. Rất là đẹp nha cô chú chị. Một số cây cối nói chung là trên cái mặt tiền á, nó lên hơi âm tùm nha. Chứ cái này mà chặt dọn thì nó rất là sáng nha cô chú chị. Lô đất này tính ra hai mặt tiền lận nha cô chú chị. Phía trước á, là mặt tiền view sông ha, nó rộng khoảng 13m, và bên hông nó có cập nhật thêm cái đường nước công cộng tầm khoảng 2-3m nha. Đó, tính ra là hai mặt tiền lận. Thì cách chợ thì có chợ Tân Tây là 2,5 km nha. Đó, cách thị trấn trung tâm Thạnh Hóa là tầm khoảng 9 km nha. Thành phố Tân An tầm khoảng 21 km nha cô chú chị. Sài Gòn về tầm khoảng 51 km, và Đức Hòa về thì nó tầm khoảng 52 km nha, nó chạng chạng cái đó nha cô chú chị. Thì cái mặt tiền lô đất là 30m ha, chạy thẳng dài vô là 60m, và cái mặt tiền của cái con lộ này á là thể hiện trên sổ là 8m nha. Và hiện tại là đang làm mặt lộ rộng nha, nó sẽ thông qua, sắp tới thì sẽ là lộ xe hơi nha cô chú chị. Và nó đang làm tiến hành á, cách cũng vài trăm mét thôi, nó làm sắp tới rồi. Thì một tí nữa em bay livecam lên cho cô chú chị xem luôn đó. Đó, được cái mặt tiền bên hông này nữa nha. Thì đất cũng tương đối gò nha cô chú chị, có clip hẳn hồi rồi đó. Thì chủ không có canh tác nông nghiệp, trước kia thì có trồng làm vườn, và nay hiện tại là không có làm gì hết ha, bỏ trống vậy đó. Về cô chú anh chị có thể săn lấp đào ao nuôi cá, xây làm vườn hoặc là xây các nhà vườn tùy theo cô chú anh chị nha. Thì kế bên cũng có một lô đất của cũng là một anh khách, nói chung là anh mua sở hữu rồi anh làm nhà vườn nha, anh múc cái nền để sẵn á. Một tí nữa em cho cô chú anh chị xem luôn đó. Hàng này thì rất là hiếm hoi nha. Được một cái là mặt tiền view sông, nó sẽ thông ra sông Dòng Cỏ luôn đó. Rất là gần thôi đó. Và hướng tương lai nó sẽ là lộ lộ xe hơi nha, còn hiện tại thì đường xe máy ba gác nha cô chú chị. Đó, em báo chính xác luôn. Thì đối diện qua là lộ nhựa nha. Đó, nếu cô chú anh chị muốn đường xe hơi thì mình đầu tư cây cầu tầm khoảng 150 triệu là cô chú anh chị có lộ xe hơi thôi. Đó, nhưng mà nó cách đường lộ xe hơi chỉ có 300-400m thôi. Đó, đợi nhà nước làm cái đi bao lên lộ xe hơi luôn, mình đỡ tốn tiền nha. Nói chung thì cô chú anh chị có tiền đồng ngân dư mua để đó làm nhà vườn, hoặc là cô chú anh chị nào mà yêu thích để xây các nhà vườn view sông, hoặc là có tàu ghe để đi mà đậu phía trước lô đất thì mình chọn ngay sản phẩm này làm nhà vườn, làm nơi để ở thì quá ok. Cách chợ thì rất là gần, chỉ có 2,5 km, trường trạm thì cũng kế bên luôn. Hàng này là view đẹp, hàng hiếm nha cô chú anh chị. Thì điện nước á, điện thì cô chú anh chị có thể đối diện điện nước có thể kéo vào luôn nha. Xung quanh có nhà dân, điện nước có đầy đủ luôn. Ngay vị trí này ha, có một số cây bần nè. Cái đường nước vào nha cô chú anh chị. Cây này thì có trái đâu đó, ăn với mắm đâu đó, cơm nguội đâu đó. Cái bên thì là một cái cánh đồng lúa nha, xanh bát ngát mới là gieo sạ nha cô chú anh chị. Ở đây đâm thẳng ra ngoài đó là đang làm cái đê bao nha. Đây là được một cái view kênh rất là ok luôn, rộng thoáng mát, nước ngọt quanh năm nha cô chú anh chị. Rồi em sẽ không để cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư đợi lâu, em sẽ cập nhật giá bán chính chủ lô đất này. Thì từ đây em đi xuống ha, đây là cái mí đất nè. Thì nó sâu tầm khoảng 1m, 1m2 thôi nha cô chú anh chị. Nó cao mặt lộ chắc cũng khoảng
1m1, m2 thôi, đất thì cũng tương đối gò nha. Đó. Thì tổng diện tích á, là 1.772m2, tọa lạc tại xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Mặt tiền được 30m nha, chạy thẳng về vô là 60m, đất rất là đẹp, vuông vức nha. Đó. Đây là cặp bên hông á, là cách một lô nữa nha. Lô này là của anh, cũng là một anh khách ở Sài Gòn nha, của một ông anh ha. Một xin lỗi nha, một ông anh ở Đức Hòa nha cô chú chị. Đó, ảnh cũng anh mua sở hữu cái lô này là được, cũng được 2.1 nè, 2.001m2, mặt tiền của anh được 35m á, em nhớ không lầm là 35m. Anh đào cái ao ở mé sau nè, truyền lên phía trước thì chi phí anh đào hình như là anh nói là 30 triệu á, em nhớ không lầm là 30 triệu. Đó là được cái ao ha. Đó, nó được nguyên cái nền luôn. Đó, nguyên cái nền á tầm khoảng 1 công luôn ha. Cao bằng lộ luôn nha cô chú chị. À, ảnh múc để đó và để dành để ảnh xây nhà vườn nha cô chú chị. À, về cô chú chị cũng có thể muốn sở hữu được cái nền đẹp thì mình cũng tiến hành mình đào như vậy ha, rồi mình đặt ống nước ra vô á, bóng bọng tầm 3 tấc á, cho cá ra vô thì sản phẩm này cái ao của cô chú chị á, sẽ được là nước ngọt quanh năm luôn, nuôi cá là quá đẹp luôn nha cô chú chị. Rồi giá bán chính chủ lô đất này là 750 triệu hết đất nha cô chú chị, cho một cái sản phẩm là 1.772m2 nha. Đất này là đất lúa nha, nói chung thì đất này sau này cô chú anh chị có thể xin chuyển lên thổ cư, nhưng hiện tại chưa có quy hoạch để chuyển thổ cư, cho nên cô chú anh chị chưa có chuyển được thôi. Còn cô chú anh chị cứ đào ao nuôi cá, xây các nhà vườn thì tùy theo cái nhu cầu anh chị thôi. Về mình làm cái nhà tiền chế hay là một nhà cấp 4, kéo điện hay gì đó ha, em chỉ gợi ý sơ sơ thôi. Một cái thửa đất kế bên ha, của một cái anh ở Đức Hòa làm cái ao phía sau ha, ông chiền đất lên được nguyên một cái mặt nền luôn, rất là đẹp ha. Ao ảnh múc cũng cũng to đó, cũng tầm khoảng 800m2 á, chắc cũng 700-800 gì đó. Còn đây là cái hình dạng thửa đất nha cô chú anh chị, ngang là được 30m, chạy thẳng dài vô là 60m, lô đất hai mặt tiền ha. Cái cạnh ở mé bên tay trái thì nó cập nhật được đường nước công cộng nữa, tính ra nó hai mặt tiền nha. Đây là bài lai cam lên ha, nó đạt độ cao là hiện tại là đạt 100m nha cô chú chị, nhìn thấy một cái chiếc vỏ lãi bên dưới ha, nó chạy hướng ra sông Dòng Cỏ đó, nước ngọt quanh năm luôn, cái kênh rất là to ha. Thì cô chú chị muốn đường xe hơi thì hiện tại thì có thể bắt cái vị trí cây cầu bắt qua ha, đối diện qua nhà dân đó, còn không thì cô chú chị đợi nhà nước làm cái đê bao ha, thì cái đê bao này đang tiến hành luôn, thì một tí nữa em bay lai cam là cô chú chị nhìn rõ luôn. Nếu mà khi con đê bao này làm hoàn thành á, thì sau này tính ra cái lô đất này có hai đường vào lận nha, một đường chạy dòng lên cũng rất gần luôn, nếu mà đi theo đường đó thì nó cũng ra quốc lộ 62 tầm khoảng cây rưỡi trở lại à. Đó. Còn đây là một cái nhà vườn của ông anh ha, ở sông Dòng Cỏ phóng to ra thôi. Đó, cái chiếc vỏ lãi bên dưới hướng ra sông Dòng Cỏ đó, chiếc xanh xanh á ở bên dưới nè, cho cô chú anh chị xem. Đây là lá cam đạt độ cao 220m ha. Từ trên cao nhìn xuống nhìn thấy rất là rõ cái từng cái lô đất. Đất xanh sạch đẹp ha. Không có màu mã, không có tì vết gì hết nha cô chú chị. Đối diện qua có hai nhà dân luôn ha. Không hề dính quy hoạch gì hết ha. Đây là ngay vị trí mà đang làm tiến hành đê bao nha cô chú chị. Đó, em phóng to ra ha. Khi mà cái con lộ đê bao này hoàn thành thì xe hơi có thể đi theo đường này ha. Dòng ra. Đó, qua VIP luôn nha, đó, thông ra ngay vị trí cây cầu nha, còn không thì buộc phải đi dòng theo đầu trên kia nha. Một tí nữa em sẽ bay con lai cam gần lại sát lại cho cô chú chị xem. Đó, còn cánh bên đây là chợ Tân Tây nè, nhìn rất rõ luôn, cách 2.5km là đi đúng đường nha, còn theo đường thẳng chim bay thì chỉ có 1.1km thôi. Đó, Sài Gòn về á thì cô chú anh chị nếu mà đi xe hơi có thể đi theo cao tốc về tới thành phố Tân An, chạy về chợ Tân Tây nha. Tới chợ Tân Tây là 2.5km nha cô chú chị, còn không đi theo quốc lộ 1A cũng về tới thành phố Tân An, rẽ phải hướng về chợ Tân Tây luôn ha. Còn ở Đức Hòa thì cô chú chị có thể đi theo quốc lộ N2 nha, cũng về tới trung tâm Thạnh Hóa, chợ Thạnh Hóa, thì từ ngay trung tâm Thạnh Hóa, chợ Thạnh Hóa tầm khoảng 9km nha. Đây là một cái căn nhà vườn của một cái ông anh ha, ảnh làm sở hữu rất là đẹp nha cô chú chị. Lai cam từ trên cao nhìn xuống rất là đẹp luôn, em quay tổng quan để cho cô chú chị xem tham khảo nha. Anh làm lộ xe hơi vào đất luôn,
Ngày xưa thì cái lô đất của ảnh thì không có lộ xe hơi, ảnh mua sở hữu một cái đường nữa, đầu tư thêm một cái đường nữa, thì sản phẩm của ảnh quá trời VIP luôn nha cô chú anh chị. Đây là em quay tổng quan cái hướng ra sông Dòng Cỏ nha. Sản phẩm này nó thông ra sông Dòng Cỏ, thì những cái sản phẩm thông ra sông Dòng Cỏ hiện tại thì view sông thì em kiểm tra thấy chủ nhận ký gửi thì em thấy cũng rất là hiếm hoi nha, cũng rất ít nha cô chú anh chị. Còn em thấy lô đất này cũng tầm gọn gọn nha, chỉ có 750 triệu cho một cái sản phẩm 1772 mét vuông nha, gần 1.8 nha cô chú anh chị. Đất này là đất đủ nha, đã đo đạt theo tài nguyên môi trường, chứ thực tế thì nó lớn hơn 1.8 nha cô chú anh chị. Cái hướng này là con Lycam bay vào tới vị trí đất này cô chú anh chị, từ ở mé ngoài là lộ đá xanh ha, vào chỉ có tầm khoảng 400m thôi nha cô chú anh chị. Em xin nhắc lại nha, cách trung tâm thành quá tầm khoảng 9km và cách thành phố Tân An là 21km, Sài Gòn về tầm khoảng 51km nha. Đức Hòa thì tầm khoảng hơn 50 cây số gì đó, tầm đó nha cô chú anh chị. Đối diện qua thì có hai căn nhà dân ha, điện nước thì đầy đủ, khu vực này thì từ bên ngoài kéo vào nha. Và cái lộ hiện tại thì đường xe máy ba gác thôi, còn hướng xe hơi thì chắc chắn nó sẽ hình thành nha, lý do là cái lộ đi bao đang tiến hành làm nha cô chú anh chị. Đối diện qua có hai nhà dân ha. Ngay vị trí ngay nhà dân thì lộ đó là đã xe hơi rồi. Còn đối diện bên đây thì hiện tại là xe máy ba gác, là nguyên cái cánh đồng lúa xanh luôn, nói chung là mới xạ lên cô chú chị nhìn thấy cũng rất là mát con mắt ha. Mé bên đây là một cái lô đất của anh ở Đức Hòa ha, đào cái ao. Nói chung là ảnh thiết kế em thấy hình như là cái ao của ảnh chưa có thoát nước nha. Nếu mà làm một cái đường máng tầm khoảng cặp ranh ha, tầm khoảng 2m hoặc 3m gì đó, cho nước từ sông kênh 13m đi vào ha, cho nó ra vô, đặt một cái ống bọng ha, cho nước ra vô thôi, cho cá vào ha, là quá đẹp luôn. Nó sẽ được một cái lượng nước ngọt quanh năm ha. Còn đây là hình dạng thửa đất nha, mang tính chất tham khảo để cho cô chú chị quý nhà đầu tư hình dung hiểu rõ nha. Sản phẩm này rất ok nha. Nói chung thì giá cũng rất phải chăng cho một cái 1772 mét vuông nha cô chú chị. Thì cô chú chị quý nhà đầu tư xem sản phẩm này hợp nhãn cảm thấy ok thì cứ liên hệ qua anh em, liên hệ vào số điện thoại 0828367167, gặp em là Quỳnh Thọ nha. Thì đây là cái sản phẩm này là đất lúa nha, thì việc đứng tên sở hữu ở đất nông nghiệp thì cô chú anh chị đừng lo lắng nha, thì bên em sẽ tư vấn giúp cho cô chú anh chị đứng tên được nha. Nói chung rất là nhiều người em đã bán, rất là nhiều người chưa có đất lúa sở hữu đất nông nghiệp, rất là bình thường nha. Nhiều cô chú anh chị chưa mua thì hơi lo lắng, còn cô chú anh chị nào mua rồi, nhiều khi mua một hai miếng nữa rồi, chưa có đất lúa mua sở hữu được rồi mình sở hữu thêm vài miếng lúa nữa nha. Vấn đề này thì cô chú anh chị nào có nhu cầu thì em sẽ tư vấn nha. Trên màn hình cô chú anh chị đó là cái vị trí cái lộ đê bao đang tiến hành làm đó cô chú anh chị. Làm mặt cũng rất là to, mặt này là lộ xe hơi nha. Có một số chỗ thì làm chưa có thông nè, đường đang làm ha, thì nó làm một cái đi bao tròn nguyên cái khu này luôn. Không thì cái cánh đồng lúa ở bên đây á thì đã xả trước hơn ha, nhà dân thì khu vực này cũng tương đối nhiều đó. Đây là Lycam em từ trên cao phóng to xuống ha, thì em sẽ điều chỉnh con Lycam bay đến cái vị trí ngay chỗ lộ đan luôn ha, vị trí mà lộ đan 3m xe hơi vào nha cô chú chị. Khi mà cái con lộ này tiến hành làm xong thì sản phẩm này nó sẽ xe hơi tới đất được nha. Còn hiện tại thì em báo chính xác là xe máy ba gác, còn muốn xe hơi liền thì buộc phải đầu tư thêm cây cầu. Đơn giản vậy nha cô chú anh chị, rất là dễ hiểu ha. Còn vấn đề mình lên thổ sản phẩm này thì hiện tại chưa có chỉ tiêu cho nên nó không có lên được nha. Còn hướng tương lai thì 1-2 năm sau nó có chỉ tiêu thì cô chú anh chị lên được thôi. Vấn đề này cũng đơn giản thôi. Thì muốn lên thổ, nhiều người hỏi đất lúa có lên thổ được hay không, thì em xin trả lời luôn, tùy theo cái sản phẩm, tùy theo cái mặt tiền thửa đất. Muốn lên thổ đất nông nghiệp, đất lúa lên thổ được thì nó yêu cầu là đất đó phải tiếp giáp đường là một, cái thứ hai là
đường đó có chỉ tiêu quy hoạch chuyển thổ cư thì cô chú mới chuyển được nha. Còn mà chưa có quy hoạch thì mình phải đợi thôi. Còn mà quy hoạch này kia thì chưa có quy hoạch gì hết nha cô chú chị. Đây là em Bay La Cam điều chuyển lại vị trí thửa đất nha. Ở dưới từ trên cao bay xuống nhìn thấy cò rất là nhiều luôn, những con cò trắng trắng ao phao luôn nha cô chú chị, rất là đẹp. Thì hiện tại bên em đang nhận ký gửi cũng như là tìm kiếm những cái sản phẩm bất động sản theo cầu. Thì cô chú anh chị quý nhà đầu tư nào đang có nhu cầu tìm đất ruộng, đất mặt tiền, đất kho xung bãi hay tìm nhà thì cứ alo anh em nha. Anh em sẽ cố gắng tìm kiếm cũng như đáp ứng những sản phẩm bất động sản phù hợp cho cô chú anh chị luôn nha. Thì những sản phẩm bất động sản bên em đều là những sản phẩm chính chủ hết nha cô chú anh chị. Ai đứng tên đất, ai là người quyết định giao dịch thửa đất thì cô chú anh chị sẽ gặp được ngay cái đó nha. Thì mỗi video em đều để mã số video hết nha. Trên màn hình đều có mã số hết. Thì cô chú anh chị ưng ý về sản phẩm nào nhớ giùm em mã số video hoặc là nhớ diện tích cũng như nhớ giá để em cập nhật sản phẩm đó còn hay là đã bán nha. Trên màn hình cô chú anh chị đây là cái hình dạng thửa đất mang tính chất tham khảo để cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư hình dung hiểu rõ nha. Và em cảm ơn cô chú anh chị quý nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi video. Nếu thấy video này hay hữu ích thì hãy bấm nút like nha và đăng ký miễn phí nha. Để em ra video mới nhất thì cô chú anh chị sẽ là người đầu tiên xem video có cơ hội sở hữu được đất đẹp và đất rẻ nha. Còn đây là hướng chánh đông nha, sản phẩm này là hướng chánh đông nha cô chú anh chị. Và em cũng rất là vinh dự khi được cô chú anh chị quý nhà đầu tư quan tâm theo dõi. Chúc cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư sở hữu thật là nhiều sản phẩm bất động sản đẹp và giá tốt nhất thị trường luôn nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Và em xin chào tất cả cô chú anh chị.